Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đến 11 giờ trưa ngày 24 tháng 7. Mưa lũ, sạt lở đất làm 3 người chết ở huyện Mai Sơn. Tại huyện Mai Sơn cũng có 4 người mất tích, hiện chính quyền địa phương đang xác minh. Ngoài ra, tại huyện Thuận Châu cũng có 1 người dân mất tích. Tại huyện Mường La, có 1 người bị thương. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 24 tháng 7, một lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Mai Sơn cho biết sáng nay trên địa bàn xã Triềng Nơi xảy ra sạt lở đất tại bản Pa Hóc và Hua Pư làm 6 người chết, mất tích. Trong đó có 5 người ở bản Hua Pư. Hiện đã tìm thấy 2 thi thể, còn 4 người đang mất tích. Còn tại thành phố Sơn La, mưa lớn rạng sáng ngày 24 tháng 7 đã làm nhiều tuyến đường tại thành phố Sơn La bị ngập sâu trong nước, ùn tắc cục bộ, người dân và phương tiện giao thông không thể lưu thông qua được. Mưa to kéo dài khiến mực nước ở các sông, suối dâng cao, chảy xiết đổ về gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố và khu dân cư của thành phố Sơn La, nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập sâu trong nước. Tại một số tuyến đường, khu phố ngập sâu cả mét, nước chảy xiết như sông, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng xuồng hoặc phải dùng dây thừng làm dây bám, đưa người dân đến nơi an toàn.